Đối với những anh em nào yêu thích cái dòng game nhập vai hành động tiên hiệp kiếm hiệp mà MOBA RPG của bên Trung Quốc ấy, thì chắc chắn là anh em cũng đã từng nghe thấy tựa game Nghịch Thủy Hàn. Nghịch Thủy Hàn ra mắt ở bên Trung Quốc và đem lại cái doanh thu và lợi nhuận tiếng vang rất lớn cho NetEase. Ngày hôm nay thì con game này đã chính thức ra mắt tại thị trường của Đài Loan. Đài Loan thì nó sẽ có cái lợi thế về cái vấn đề tài khoản, không cần phải số điện thoại Trung Quốc, không cần phải căn cước Trung Quốc, nên là chúng ta có thể là chơi con game này rất là dễ dàng. Đối với những anh em nào yêu thích Nghịch Thủy Hàn Trung Quốc nhưng mà lại không có số điện thoại hay là chứng minh nhân dân Trung Quốc để mà chơi tựa game, chính vì vậy là mình quyết định làm một cái video về tựa game này, hướng dẫn anh em cách tải và cài đặt tựa game này trên Android, trên iOS và trên cả PC. Trước mặt anh em đây chính là cái website chính thức của tựa game này bản Đài Loan. Anh em có thể là click bằng link ở dưới phần comment của video này nhé. Và khi mà anh em click vào bằng máy tính ấy, thì nó sẽ hiện cái giao diện như này. Và đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải ở trên máy tính trước. Máy tính thì anh em chỉ cần click, lưu ý thêm nha, là tiếng Đài với tiếng Trung nó chẳng khác gì nhau cả. Chính vì thế là những anh em nào không yêu thích cái ngôn ngữ Trung, ngôn ngữ Đài và không muốn chơi những cái con game mà kiểu nó không có tiếng Anh hay tiếng Việt ấy, thì chắc chắn là anh em sẽ không khoái đâu, nên là anh em có thể bỏ qua cái video này. Còn nếu mà anh em bỏ qua được cái rào cản với ngôn ngữ thì anh em có thể là chơi siêu phẩm. Đây gọi là siêu phẩm đồ họa, không sai một tí nào, cực kỳ đỉnh cao luôn anh em nhá. Tải ở trên PC, click vào cái icon hình PC tải xuống, click vào đó. Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Thì nó sẽ tải cho anh em một cái file EXE của tựa game này và cứ tích cái từ đó là download để mà tải cái client này về. Và khi mà tải client này thì dung lượng của nó là 144 MB. Và đây là cái client của tựa game Nghịch Thủy Hàn bản Đài Loan. Anh em có thể là click 2 lần vào cái file EXE đó để mà tiến hành cài đặt cái tựa game này. Anh em có thể là click luôn vào cái mũi tên xuống nha. Đây, cái mũi tên xuống này này, để mà chọn cái ổ mà anh em muốn cài. Thường thì những cái con game PC mà anh em có cái ổ SSD ấy, thì tốc độ đọc ghi của nó sẽ nhanh hơn và game chơi nó sẽ sướng hơn. Đấy, mình sẽ lựa chọn cái ổ E này. Và khi mà click vào cái ổ E đó thì nó tự động tạo một cái folder tên tiếng Trung, tên tiếng Đài như này anh em nhé. Click vào đó. Vậy là xong rồi, vậy là xong, không cần làm gì nữa. Sau đó thì anh em click vào cái phần đó là cài đặt để mà tiến hành cài đặt cái client của tựa game này. Lưu ý thì đây là client thôi nha, chứ không phải là tải hoàn thành game đâu. Client xong rồi chúng ta còn phải vào tải data của game nữa cơ, chứ không phải đơn giản này em ạ. Trước mặt anh em đây là cái client của tựa game Nghịch Thủy Hàn bản Đài Loan này. Đây là cài đặt xong client rồi nha, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi tải cái data. Tải cái data thì ở đây anh em sẽ lựa chọn cái ổ mà anh em muốn cài cho mình. Đấy, sau đó thì anh em ấn cái từ cài đặt để mà tiến hành nó tải cái data của tựa game. Server của Đài Loan, server của nó ping cũng khá là ổn, tốc độ mạng của nó cũng khá là nhanh. Ở đây thì nó sẽ tải một cái data với cái dung lượng là 38 GB. Đấy, lưu ý là 38 GB anh em nhé. Trong cái thời gian chờ đợi cái bản PC nó tải xong nha, thì chúng ta sẽ đi tải ở trên Android. Đối với những anh em nào không có PC mạnh mà chúng ta có thể là chơi ở trên Android, trên điện thoại của anh em ấy. Cái này cũng có thể là áp dụng trực tiếp ở trên cả giả lập. Hiện tại thì mình đang dùng giả lập để mình quay Android cho anh em đây. Anh em tải cho mình cái phần mềm TapTap về. TapTap thì anh em có thể là truy cập vào cái website để mà tải cái phần mềm TapTap về em nhé. Truy cập vào website là tap.io. Đấy, tap.io. Thì với mình thì mình đã tải sẵn phần mềm TapTap rồi, thì khi mà truy cập vào website đó thì nó sẽ dẫn mình vào cái, nó tự động nó mở cái ứng dụng TapTap đó lên. Thì khi mà anh em, những anh em nào chưa cài đặt TapTap nha, anh em vào cái website tap.io thì nó sẽ vào trực tiếp cái website và anh em tiến hành tải cái file APK của cái ứng dụng TapTap về cho mình. Sau đó thì cài đặt thôi, rất là đơn giản và dễ dàng, không có gì khó cả. Sau khi mà tải thành công, chúng ta sẽ vào cái giao diện của TapTap. Ở đây thì anh em có thể là tìm cho mình cái tựa game với cái tên như này. Đây, cái tên Trung Quốc này. Hoặc anh em có thể là click luôn ở phần comment của video thì nó sẽ có cái link tải của ứng dụng TapTap, của cái tựa game này trên TapTap em nha. Đây, nó có cái tựa game Nghịch Thủy Hàn bản Đài Loan TTVK là Taiwan đây. Anh em click và tải về thôi, rất là đơn giản như vậy. TapTap thì nó sẽ dễ dàng hơn, chứ không cần phải lên set play rồi là fake IP rất là lằng nhằng để mà tải con game này cho Android. Tải trực tiếp trên cái ứng dụng TapTap với cái file APK. Cái này thì anh em có thể là đăng nhập rất là đơn giản và dễ dàng với cái ứng dụng TapTap này anh em nhé. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile. Anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. Còn trực tiếp với iOS thì anh em có thể là chuyển vùng sang thị trường của Đài Loan. Video hướng dẫn anh em cách chuyển vùng sang Đài Loan cũng có ở dưới phần comment của video. Anh em chỉ cần click vào đó, nó sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cách chuyển vùng sang khu vực của Đài Loan trên iOS. Anh em làm theo hướng dẫn để mà tải cho mình cái tựa game Nghịch Thủy Hàn này. Sau khi mà đã chuyển vùng thành công sang thị trường của Đài Loan, anh em quay trở lại với video, click dưới phần comment của video, click vào cái link tải ở iOS tựa game này thì nó sẽ tự động chuyển anh em vào cái App Store. Còn về gameplay của Nghịch Thủy Hàn thì mình đang chờ nó tải nên là vẫn chưa có gameplay được. Mình lên YouTube, mình vào cái kênh của bạn Thái Tập Chơi Game. Đấy, vào kênh của bạn Thái Tập Chơi Game trên YouTube và bạn ấy đang chơi cái bản Đài Loan của Nghịch Thủy Hàn. Mượn bạn ấy gameplay một xíu xíu của bản Nghịch Thủy Hàn Đài Loan. Hiện tại thì hình như bạn đang PVP hay sao ấy. Con game này thì sở hữu một cái đồ họa thì phải nói là vách cả trưởng, không làm mà chê vào đâu được. Đấy, anh em nào đã từng chơi tựa game này thì anh em chắc chắn sẽ có nhận định như vậy. Hoặc là anh em nào đã từng xem gameplay thì anh em cũng sẽ phải công nhận với mình đây là một siêu phẩm của NetEase. Còn về việc mà con game này phát hành ở Việt Nam thì cũng chưa rõ được. Tại vì hiện tại thì đang có Thiên Nhai do VNG cầm. Còn với những cái dòng game này thì chắc là cũng chỉ có VNG có thể là mua về và phát hành được. Mình cũng không thể nào mà nghĩ được là có thể có một cái nhà phát hành nào khác mua được cái con game này về phát hành hay không. Bao giờ ra mắt bản Việt Nam thì chúng ta bắt buộc phải chờ đợi, cũng không thể nào mà nói trước được cái gì cả anh em ạ. Bây giờ mà mang cái tựa game Nghịch Thủy Hàn này về Việt Nam thì Thiên Nhai nó hơi đuối. Nếu mà Nghịch Thủy Hàn mà về Việt Nam thì Thiên Nhai kiểu gì cũng mất nhiều người chơi anh em nhé. Tại vì đồ họa của Nghịch Thủy Hàn nó sẽ dã man hơn rất là nhiều so với tựa game Thiên Nhai của VNG. Chính vì vậy là cũng khó phết. Có thể là sẽ sang năm 2025 hoặc cũng có thể là sang năm 2026 thì cũng chưa rõ thời gian cụ thể thế nào, nhưng mà kiểu gì thì con game này cũng sẽ về Việt Nam. Mình đoán chắc chắn là như vậy. NetEase với lại Tencent thì nó lại là đối tác mạnh của VNG rồi. Game siêu phẩm như này mà VNG không thầu về là hơi khó. Tuy thế thì phải thời gian nữa anh em nhé. Đấy, gameplay của con game này rất mượt, rất đẹp, cực kỳ tối ưu. Đặc biệt là ở trên PC, mobile thì cũng tương tự như vậy. Tối ưu khủng khiếp luôn. Con này mà về Việt Nam thì nuôi tốt tí nữa nó có phải thành siêu phẩm bùng nổ trong cái năm đó luôn anh em nhé. Better place for us to live. Okay. Sister and brother, look at my heart. The lift, the hammer, break the trigger. We don't need a leader or the one to come. We are all together, much more stronger. We will rock where we get stone. From black to bone, I bet you know. Working hard, all alone. We are all together, you will be alone. Come on.